Quýnh Nhà xin kính chào tất cả mọi người. Cái câu chuyện mà bà CEO với thầy Minh Tuệ á, nó giống như là một cái thế lực nào đó đang gài bẫy. Cũng không ngờ được rằng là một cái người giống như bà CEO này lại dễ bị gài bẫy đến như vậy. Và lý do vì sao và tại sao bà ta dễ bị kích bác, kích động là bởi vì cái tôi ở trong người của bà ta lớn quá và bản thân của bà ta cứ tự mãn rằng là mình là nhất, mình là hơn hết tất cả mọi người, lời nói của mình nó có trọng lượng. Và cuối cùng quý vị thử nghĩ coi cái trọng lượng của bà ta trong 2.5 năm vừa qua khi mà ở trong trại giam đó là gì? Có phải rằng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, ở tầm tuổi này của bà CEO thì khó có ai mà dạy được lắm. Đáng lý ra là bà CEO sẽ dừng cái câu chuyện nói về thầy Minh Tuệ trong cái ngày cuối cùng mà bà ta tuyên bố rằng bà ta sẽ dừng cuộc chơi lại ở đây và để lo cho gia đình. Nhưng sau đó, qua những cái lời lẽ kích bác, kích động, nói chung là một cái người mà có cái tôi quá là lớn, dễ bị kích bác đó quý vị, thì đương nhiên rằng là sẽ xuôi lòng theo. Và cuối cùng rằng là bà ta đã quay lại và quất thầy Minh Tuệ lần hai. Và lần này là bà ta quyết sinh tử luôn. Có nghĩa là bà ta lấy kim cương để mà chọi với nồi cơm điện. Thực ra để nói á, những cái thế lực ở bên ngoài á, nhất là ở bên nước ngoài á, mình cũng không thể nào mà mình tin tưởng. Nhiều lúc họ lấy cái câu chuyện của thầy Minh Tuệ ra, lấy cái hình ảnh của thầy Minh Tuệ ra để làm một cái màn trắng, một cái mồi nhử để cho bà CEO này cảm thấy là khó chịu, khi mà một cái lượng người đã từng rất là ủng hộ bà đã quay xe sang ngang và đi ủng hộ thầy Minh Tuệ. Và bà ta không cam tâm với những sự việc đó, cho nên rằng là bà ta quyết làm những điều để trừng phạt thầy Minh Tuệ. Cuối cùng là hai bên đang đấu đá lẫn nhau, những người yêu thương bà CEO và những người mà yêu thương thầy Minh Tuệ đấu đá để khẳng định đúng sai. Thì những cái người ở ngoài, những cái người mà ở bên nước ngoài là những cái người được lợi, được mượn. Và đương nhiên bà CEO mà đâu có chịu thua đâu. Bà ta lúc nào cũng muốn thắng và giành phần hơn hết. Cho nên rằng là nếu mà để giành phần hơn với thầy Minh Tuệ, chắc hẳn bà CEO này sẽ hơn về mọi mặt rồi. Nhưng mà tại vì sao bà ta lại bị dính chàm, bị gài bẫy để mà đi đấu đá với một cái người giống như thầy Minh Tuệ, không hề quan tâm, không hề màng đến bất cứ một cái điều gì. Và ngay kể cả bà CEO thầy cũng chả biết là ai, và thầy cũng không có liên quan gì đến bất kỳ một cái thế lực nào. Mà tại vì sao họ cứ lôi kéo thầy Minh Tuệ vào trong cái câu chuyện này, là họ muốn tiêu diệt bà CEO này. Nói chung á, là chỉ có bà CEO này là cái người cứ nghĩ mình là khôn và tiên đoán trước được mọi việc. Nhưng ai đâu có dè, chính cái bà CEO này lại bị các cái thế lực đó người ta cài vào để mà người ta làm một cái chiêu bài ly gián. Chứ thực tế ngay từ đầu đó quý vị, thì bà CEO này cũng đã rất là lo về cái vấn đề là sẽ quất thầy Minh Tuệ. Nói chung nói thì nói bằng miệng vậy thôi, nhưng mà sau đó thì sẽ dừng lại. Bởi vì sao ạ? Muốn chừa cho mình một cái con đường lùi. Nhưng đến tại thời điểm bây giờ thì không hề còn một cái con đường lùi nào nữa. Cho nên cái sự việc này nó sẽ diễn biến phức tạp. Và những cái người ở bên ngoài, bên nước ngoài đó quý vị, sẽ là những cái người được lợi. Còn thầy Minh Tuệ thì chắc chắn rằng là sẽ bị tơi tả, tả tơi. Nhưng mà đối với thầy Minh Tuệ thì tơi tả, tả tơi nó cũng không có là cái nghĩa lý gì. Bởi vì thầy đâu có màng gì đến những người mà yêu thương thầy đông đảo, hay là thầy cần đến một cái lượng fan hùng hậu thế này thế kia đâu. Thầy chỉ cần là tu tập thôi. Còn những cái người mà người ta hiểu, người ta biết, người ta quan tâm thì người ta sẽ tự động người ta thương thôi. Không làm gì vẫn thương thầy. Còn bà CEO nếu như sau đợt này á, bà ta sẽ mất rất rất là nhiều.
Cho nên bà ta mới quyết đấu một mất một còn. Nói chung là bà ta phải giành phần thắng, giành phần hơn. Thì đương nhiên đối với thầy Minh Tuệ thì thầy Minh Tuệ nhường đó. Nhưng mà chắc hẳn bà ta bây giờ sau khi ngồi mà suy ngẫm lại thì mới hiểu được cái vấn đề là bà ta đang bị dụ, đang bị gài. Nếu như cái vấn đề mà bị gài như thế này bà ta không thoát ra được thì chắc hẳn rằng là cái ngày mà đi xa đó quý vị, nó sẽ tới sớm lắm. Và một cái thông tin cũng khá là sốc nữa, tại Gia Lai, nơi mà thầy Minh Tuệ đang ở, đang tu tập ở gần nhà của mình á, thì mới vừa đây có rất là nhiều quý vị khán giả, người ta lo lắng, người ta đứng vây quanh để mà người ta chờ được gặp thầy Minh Tuệ đó. Họ đã lên tiếng nói rằng là mới gần đây có một cái người phụ nữ đến để mà quậy phá, gào thét la hét, nói chung là làm đủ mọi cách để mà mọi người nản lòng. Và thầy Minh Tuệ cũng không có xuống để mà gặp tất cả mọi người. Thực ra tại vì sao lại tại thời điểm lúc này, ngay cái lúc lùm xùm giữa bà CEO cùng với lại thầy Minh Tuệ, lại có những cái người vô cùng lạ lùng xuất hiện lúc ẩn lúc hiện như thế này, là có những cái thế lực người ta cài vào đó quý vị. Người ta cài vào là người ta để làm xào xáo tất cả mọi việc, làm cho những cái sự việc giữa bà CEO và thầy Minh Tuệ nó càng hiểu nhầm hơn, và sau đó là hai bên đấu đá lẫn nhau. Và họ tin chắc rằng là nếu như lấy cái hình ảnh của thầy Minh Tuệ, lấy cái câu chuyện của thầy Minh Tuệ ra để mà đá đấu với bà CEO thì hỏng què thì cũng cục. Nên họ đưa thầy Minh Tuệ ra để làm một cái tấm bia đỡ đạn đó. Còn bà CEO thì mình cũng không nghĩ, không ngờ rằng là một cái người đã quá là am hiểu sự đời và cũng khá là có tiếng. Nói chung người ta có tiền đó quý vị, thì cái đầu óc của người ta rất là thoáng, người ta sẽ suy nghĩ sâu sắc hơn. Và qua cái biến cố là bà ta đã bị bế đi trong cái thời gian 2 năm rưỡi vừa qua, sau khi trở về thì bà ta sẽ thay đổi toàn diện. Ít nhiều gì đó bà ta cũng có cái nhìn sâu sắc khách quan hơn, nhưng mà cuối cùng rằng là bà ta vẫn bị dụ. Và cái tình hình mà bà ta bị dụ vào một cái thế lực nào đó thì quý vị thử nghĩ coi, nếu như dấn sâu vào á thì cái điều gì mà cái bà chủ đại, cái bà chủ CEO này không dám lên tiếng, không dám nói ra nữa. Nói chung bây giờ bà chơi tắt tay hết đó, chơi khô máu hết đó quý vị. Cái gì nói ra cũng được, không kìm lại cái cảm xúc của mình, không kìm lại cái miệng của mình, thì một ngày nào đó không xa sẽ có cái câu chuyện đợt 2 trong trại giam, chắc chắn là như vậy. Và có nhiều quý vị khán giả người ta lên tiếng, người ta nói rằng là tại vì sao chồng của bà CEO này lại không ngăn vợ của mình lại. Và mình có đọc được những cái bài báo á, trong cái quá trình mà cái bà CEO này bị đi ủ tờ đó quý vị, thì con của bà cũng đã gào thét, nói chung là cũng tìm đủ mọi cách và thể hiện rằng là chồng của bà CEO này là một cái người không ra gì á, muốn hại bà CEO á. Thì tất nhiên rằng là trong cái câu chuyện này, vợ chồng mà đầu ấp tay gối mà chung giường chung chiếu, thì những cái câu chuyện như thế này người ta cũng đã bàn bạc và tính toán rất là kỹ. Những cái lời nói của bà CEO thì đâu đó nó cũng có một cái phần tác động của chồng bà ta. Cho nên rằng là hai cái người này nó giống như là một cái khối liên kết vậy đó. Nếu như mà ông ta không chấp thuận hay là không ủng hộ cho vợ của mình thì chắc hẳn là cái bà CEO này sẽ không dám lên tiếng mà nói. Tại vì một lần đi nó khủng khiếp lắm quý vị. Nhưng mà tại vì sao bà ta vẫn không dừng cái sự việc này lại mà để cho cái miệng của mình nó đi chơi xa như vậy? Và một cái người chồng nếu như yêu thương vợ của mình thì phải ngăn chặn kịp thời, đúng lúc. Nhưng tại vì sao lại không ngăn chặn mà vẫn cố tình là đẩy cái sự cao trào của cái câu chuyện này lên? Là bởi vì á, muốn thực hiện được những cái mục đích của mình. Và cái mục đích ở đây á, là có liên quan đến những cái sự tâm linh, đền thờ. Và nếu như thầy Minh Tuệ mà cứ tồn tại như thế này thì chắc hẳn rằng là cái câu chuyện về đền thờ của cái bà CEO này sẽ không có thành một cái hiện thực, mà nó sẽ chìm dần. Bởi vì người ta thấy rất là rõ,
một cái người không cần đến chùa chiền hoặc là không cần đến thế này thế kia nhưng mà họ vẫn tu tập được, thì nhiều người á, người ta sẽ tin tưởng, người ta sẽ quý trọng hơn. Còn đương nhiên đến với đền thờ thì tất nhiên là cái vấn đề về tiền bạc á, nó cũng suy nghĩ hơn, đối với người dân của mình là như vậy đó. Cho nên rằng là cái gì cũng vậy, khi mà vợ chồng của cái bà CEO này đã lên tiếng và thực hiện những cái việc như thế này thì chắc hẳn họ đã dự tính, họ đã tính toán rồi. Cho nên với những cái đầu lạnh trong cái vấn đề được gọi là kinh doanh, ta nói tần suất giống như vợ chồng của bà CEO, thì thầy Minh Tuệ làm sao mà đỡ kịp. Thầy Minh Tuệ chỉ là một cái người bình thường thôi, không hề liên can, không hề biết và cũng không hề mà lanh lợi hay là hoạt bát đến cái mức độ mà từ câu chuyện này dẫn dải đến câu chuyện khác, rồi từ cái sự việc của thầy Minh Tuệ mà chuyển sang cái chế độ được gọi là tạo ra một cái cơ ngơi, một cái đền thờ, một cái sự tâm linh bậc nhất giống như là vợ chồng của bà CEO đó. Và nếu như cái tình hình mà bà CEO không dừng cái sự việc này lại và đi theo một cái chế độ nào đó, hoặc là bị những cái thế lực đó người ta kích bác, kích động như thế này, thì chỉ có là người mình đấu với người mình, và bà CEO thì đấu với thầy Minh Tuệ, mà đấu với thầy Minh Tuệ thì đâu có được bất kỳ một cái lợi nhuận gì đâu, mà chỉ qua rằng là mình tổn phước, mình bị thiệt hại. Và nhiều người người ta sẽ không còn tin đến cái bà CEO này nữa. Nói chung là bà CEO này sẽ bị thiệt rất là nhiều. Và dự đoán tương lai thì chắc hẳn rằng là bà CEO này sẽ không còn nhiều cái cơ hội để mà có thể là bành trướng những cái sự việc của mình. Ok, cái đoạn video này của Quýnh Nhà thì xin kết thúc tại đây. Mấy chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe. Và nếu thích cái đoạn video này của Quýnh Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe để ủng hộ cho cái kênh của Quýnh Nhà nhé. Mấy chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những đoạn video tiếp theo ạ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.